Vào khoảng 9 giờ sáng nay, thì người dân sống ven kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, đoạn từ quận Tân Bình kéo dài đến quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, lại phải chứng kiến cảnh tượng hàng ngàn con cá nổi lên thoi thóp thở, trắng xóa mặt kênh. Tình trạng này chứng tỏ dòng nước tại đây đang bị ô nhiễm nặng nề mà không kịp xử lý, khiến các sinh vật sinh sống tại đây thiếu oxy, thức ăn. Nguy cơ hàng ngàn con cá này sẽ bị chết là hoàn toàn có thể xảy ra. Hàng ngàn con cá đã nổi trắng xóa trên mặt kênh, kéo dài khoảng 1 km từ quận Tân Bình đến khu vực quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cá ngoi ngóp thở để lấy oxy từ trên mặt nước vì dòng nước này đã ô nhiễm. Mỗi con có kích thước to bằng bàn tay, chủ yếu là cá rô phi và cá chép. Một số ý kiến cho rằng có thể những cơn mưa nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua đổ xuống kênh mang theo cả chất độc và ô nhiễm tại các cống nước thải, đặc biệt tại khu vực đầu nguồn kênh Tân Bình không liên thông với sông mà chỉ có cống thải nên nước bị ô nhiễm nặng hơn. Và hơn thế thì dòng kênh này vẫn tiếp nhận rác sinh hoạt người dân xả xuống. Việc câu cá trái phép vẫn diễn ra ngang nhiên dù cảnh báo nhiều lần. Trước tình trạng cá phải ngoi lên để tìm không khí như thế này, người ta lo ngại chỉ vài ngày sau cá sẽ chết hàng loạt vì nước ô nhiễm như hồi tháng 5 năm 2015.